mà được xây dựng bởi cái ngôi mộ cổ này đó là hợp chất ô vước, là vôi sống với các bệnh bột vò sò và với mật mía và nước nhớt của một loại cây gừng. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, Bùi Hồ đang có mặt tại công viên Tao Đàn thuộc quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay vào thời điểm này cũng gần 5 giờ chiều, Bùi Hồ có dịp về đây để viếng thăm mộ của một cái ngôi, hai ngôi mộ trong một cái nhà mộ như thế này, mà khi mà người đi vào phải cúi đầu. Thì theo tìm hiểu một số thông tin thì nhà mộ, những cái ngôi mộ cổ này đó thì rộng 7,5m, dài 11m, nằm giữa một cái công viên rộng lớn như thế này. Chúng ta vào thì chúng ta thấy một cái cổng mộ nè. Ở trước cái cổng này với hai cái cửa vào đó, cao 1m4, và khi vào thì cô bác quý anh chị phải cúi đầu đó. Hôm nay mình đến đây mình muốn thắp hương. Theo tính có ngụ ý là người giàu phải cúi đầu và phải thắp hương. Hôm nay thì mình đến đây mình cũng phải thắp một cái những cái nén hương để tỏ lòng thành kính những người đã khuất. Mình sẽ đặt một cái góc máy ở đây. Ở đây mình có thắp 3 nén hương cho cô bác quý anh chị. Trước khi mình đến đây á, thì cũng có những người đã thắp hương như thế này. Phép mình thắp hương. Đây là trong cái khuôn viên của ngôi mộ này cô bác quý anh chị. Thì theo được biết ông bà là một người Hoa gốc Việt. Lúc nãy mình đến đây thì cũng có người đi trước đã thắp hương rồi. Trên các chữ này đều là chữ Hoa hết, và mình không biết rõ. Theo một số mình thông tin mình tìm hiểu được á, thì mộ trước này chữ Hán căn cứ vào những cái tấm bia như thế này á, thì người lập mộ là ông Lâm Tâm Lan, mất năm 1795, chưa xác định nó mất từ dòng chữ trên Đại Nam. Ngôi mộ được xây vào thời Minh Mạng của quốc hiệu, lúc đó thì quốc hiệu của nước Việt Nam ta là Đại Nam. Trôi qua dòng lúc nãy thì mình vào được bên trong, và đây là cái khuôn viên ngôi mộ cổ nè. Mái này thì mình không có quay được nè. Nè, những cái mái như thế này, bằng xi măng như thế này. Cái hợp chất mà được xây dựng bởi cái ngôi mộ cổ này đó là hợp chất ô vước, là vôi sống với các bệnh bột vò sò và với mật mía và nước nhớt của một loại cây gừng. Hợp chất ô vước này á, nó rất là gắn chắc thay cho cái chất vôi, thay cho những cái xi măng của chúng ta bây giờ. À, đây là chúng ta sẽ nhìn từ phía sau nè cô bác quý anh chị. Ở đây người ta sẽ gọi là mộ cổ. Khuôn viên này thì cũng nằm giữa trung tâm của thành phố luôn. Ở đây họ trồng những cái cây nè. Ở đây được hai ngoài trước hai ngôi mộ của ông bà thì là một cái núm sen như thế này, những cái sen hình búp như thế này. Ở đây thì cô bác quý anh chị có thể thấy rất là sạch sẽ, hàng ngày thì luôn có người quét dọn ở đây. Mình bước lên đây mình có thấy ở trên đây nè. Đó, đây là cái khuôn viên ngôi mộ. Mình không có gặp ai để mình hỏi, có thể cô bác anh chị cho cô bác. Ở đây có một cái ngôi mộ nhỏ đằng trước, ngôi mộ đằng trước đây nè. Cái cổng ga thì chúng ta ga thì nó sẽ có ở ngoài này, nó sẽ có hai cái cánh cửa. Và cao thì cái cánh cổng này cao là như Bùi Hồ nói là chỉ 1m4 thôi. Đó, nằm giữa một cái công viên thoáng mát như thế này. Bên đây có một lối ra và bên đây có một lối ra nè.
thông tin với cô bác quý anh chị là hợp chất ô vước là một cái hợp chất mà rất bền trong việc là xây dựng nhà cửa cũng như là ngôi mộ ngày xưa. Nó gồm vỏ sò, mật mía và một vỏ nhựa của cây gừng với lại một hợp chất vôi sống để xây dựng ngôi mộ cổ. Trước đây thì Bùi Hồ có quay một cái clip về ngôi mộ cổ bị xiềng xích ở Tiền Giang, thì được xây dựng bằng hợp chất ô vước, đó là phải có điều kiện và là người trong dòng quý tộc thì mới được xây dựng như vậy. Dạ Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau.